cực kỳ nguy hiểm luôn trong cái trường hợp như này. Cái thiết bị này vừa mới tạo ra như này. Đây là một cái hộp điện đa năng, ổ cắm điện đa năng nhé, có nhiều công năng lắm. Thì đầu tiên nó sở hữu một cái đồng hồ báo công suất ở đây. Cái tính năng này là cái tính năng đầu tiên này, nó nhỏ nhỏ này thôi. Thì cách đấu lắp thì để xem trong cái video, nếu mà anh em nào muốn lắp thì mình sẽ up cái video lên để hướng dẫn cho em. Cái cách đấu thì vừa mới đấu rồi, tí mình sẽ vẽ cái sơ đồ, nếu mà anh em nào cần thì mình sẽ để trong cái trang cộng đồng để em lấy cái sơ đồ nhé. Cái con đồng hồ này thì nó có cái đèn led để chúng ta có thể xem này. Cái này thì là không thôi, chúng ta phải tắt cái đèn này đi cho nó dễ nhìn. Đấy. Có nhìn được không? Tối hơn. Tối hơn à. Rồi. Cho sáng luôn, vậy thì cho nó sáng luôn. Nó báo cho mình điện áp là 220V tại cái phích cắm này nhé. Công suất là 0,1W, chính là cái nguồn cấp nuôi cho cái đồng hồ này. Rồi. Cái tiếp theo là nó sẽ có dòng điện để sử dụng ấy, ampe là số A. Cái watt này ấy, thì nó bằng cái volt này nhân với cái A thì ra cái watt này. Cái cốt phi là hệ số trễ pha giữa dòng điện và điện áp thì nó chính là cái công suất tổn hao, P này. Đấy, cái này càng tiến tới 1 thì càng tốt. Đấy. Cái kilowatt là tổng công suất, tần số 50Hz. Đấy, bật đèn ở đây, bật và tắt đèn đây. Đấy, để trong cái lúc nào mà trời tối hoặc gì mình có thể bật cái đèn này để nhìn. Rồi, thôi mình tắt nó đi. Cái kilowatt này chúng ta có thể reset nó được. Người ta bấm giữ cái nút này thì nó sẽ reset công suất về không. Cái này mới reset về không này, nên là ở số không thôi. Đấy, cái tính năng đầu tiên là cực kỳ quan trọng để mình kiểm tra được tất cả những thiết bị. Ví dụ bây giờ mình muốn kiểm tra cái công suất của cái máy này là bao nhiêu nhé. Đây, cái máy này nó sẽ có công suất là bao nhiêu. Chúng ta chỉ cắm vào trong một trong hai cổ cắm thôi. Rồi, ta mới bật công tắc lên. Người ta bật công tắc này, nó sẽ có khoảng 11W, 16W. Đấy, 16W mà thực tế trên con này nó ghi là bao nhiêu watt đấy ạ? Nó ghi là 60W. Thế thì có phải là 60W không? À, không phải 60W đấy. Nó báo cho mình ở trên này là... Sao lại tịt luôn à? Lỏng cái cắm à. Đấy, nó đang báo cho mình là cái công suất là đang bị sai. Đấy, nó chỉ có 16W thôi, chứ không phải là 60W nhé. Như vậy là cái này nó không ghi đúng. Không ghi đúng. Rồi, phần đầu tiên là như thế này. Cái phần thứ hai, cái tính năng cũng cực kỳ quan trọng ở đây, đó là tính năng mà chống chạm chập. Đấy, chống chạm chập nhé. Thì đầu tiên nhé, chúng ta tắt cái công tắc này đi nhé. Mình sẽ có cái dây để thử cái chạm chập. Trường hợp anh em mà đấu nối cái dây mà nó bị lỗi, nó có thể là không có cái dây không vừa đấy đâu. Đây này, đây là cái dây nhá, cái dây điện này nhá, hai cái đầu cắm nhá. Đấy, mình sẽ chập nó lại, mình sẽ cho nó chạm vào nhau này, xoắn vào với nhau đây, chắc chắn là chập này. Đấy, thì đầu tiên á, thì hai cái ổ cắm này nó sẽ không có điện, mình sẽ cắm cái này vào đây. Thấy chưa? Mình thấy cái gì ạ? Cái đèn là sáng đúng không? Cái đèn là sáng á. Ví dụ cái dây này chập, mình cắm vào đây thì cái đèn là sáng, kia thì không bao giờ mình bật công tắc này lên. Đấy, tức là cái dây bị chập rồi nhá. Thế trường hợp anh em sửa chữa cái gì đấy thì chúng ta cắm vô thì chúng ta thấy được. Còn cái đèn này ấy, chúng ta cắm vào đây ấy, thì chúng ta thấy là cái này nó lên được 9W, 10W. Cái sợi tóc này chúng ta thấy nó hơi đỏ đỏ lừ lừ, đỏ hoặc là hơi đỏ tí thôi. Tại vì công suất của cái bóng đèn này, cái độ sáng của bóng đèn này nó phụ thuộc vào cái công suất của cái bóng đấy với cái phụ tải. Ví dụ con này là 40W, cái này thì nó chỉ có 10W thôi. Đấy, nó chảy rồi. Như vậy là điện của cái này ấy, nó còn thấp hơn cái kia nên cái đèn nó hơi sáng mờ mờ lên. À, chúng ta thấy là cái này đang có tải này, chạm chập nhẹ, là có tải nhá, chưa bật nhá. Còn khi chúng ta bật lên á thì cái đèn nó tắt hẳn, một ngày sẽ nóng lên. Rồi, đây còn bây giờ chúng ta thử một cái máy này. Ví dụ như cái máy này, cái máy này là công tắc ở phía sau, chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta không may chúng ta cắm cái này phát đấy là máy nó quay luôn đúng không? Cái máy nó quay luôn, nó rất là nguy hiểm cái lưỡi này. Đấy. Thế thì ví dụ này, bây giờ không biết bật hay không nhá. Cho nên cái này nó cũng chả thực tế là mình cũng nhìn thì không biết bật hay không. Ví dụ mình bật đi. Cái công tắc này chúng ta cấm vào đây. Đấy. Thì có phải là nó quay luôn đúng không? Rất là nguy hiểm luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn trong cái trường hợp như này. Thế thì bây giờ như nào? Chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta cắm vào đây trước. À, mình cấm vô phát á là thấy cái đèn nó sáng luôn, thế là mình không được bật.
mình không được bật nên nó không ra điện nha, đúng không? Thì cái này không nguy hiểm mà thấy đèn sáng tức là đang bị chập với những cái tản lớn như này, đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ tắt công tắc đi trước. Đấy, cái đèn nó tắt rồi. Thì khi đấy chúng ta mới bật cái đèn lên thì chúng ta mới sử dụng đây. Đúng không? Cái an toàn cho em là thợ. Đấy. Cái đèn này thì mình có thể sử dụng một cái dạng đèn khác ấy. Mình có thể dùng cái đèn là đèn báo nhỏ thôi. Còn cái đây ấy, là mình đang sử dụng một cái đèn lớn này ấy, thì mình sẽ có cái mục đích riêng là chúng ta sử dụng những cái thiết bị như này. Đấy. Thế thì vô cùng an toàn cho người dân, cho anh em là thợ công trình và anh em là thợ công trình và chúng ta đi sử dụng những cái thiết bị như này và vô cùng an toàn nhé. Và đồng thời kiểm tra luôn cái công suất của cái máy mài cắt này là bao nhiêu nhé. Rồi cũng như bài là chúng ta không biết là công tắc này bật hay mở, chúng ta ghi vô đây. À, đèn không sáng đúng không? Đèn không sáng này, đấy, chúng ta ghi vào đèn công tắc tắt là đúng rồi. Và chúng ta mở lên. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có tắt công tắc của chúng ta mở, chúng ta mới bật công tắc ở đây. Đấy. Công suất của con này là 300W. Đấy. Công suất là 300W và mình sẽ mang tải cắt tải như mọi người. Tải khi mang lên là bao nhiêu? 5 mấy. 500 mấy đúng không? 500 mấy W. Đó. Như vậy là mình đã có cái thiết bị rồi, mình sẽ tắt công tắc đi bình thường. Và vô cùng đơn giản nhá, cái này chỉ mấy chục nghìn thôi, cái đồng hồ này hơn 100 nghìn, một cái thiết bị như này là vô cùng rẻ tiền, chúng ta có thể là ứng dụng được rất nhiều trong cái công việc tế hàng ngày chúng ta sử dụng. Đấy. À, có cái mình hơi lỗi một tí đó là cái hồi nãy mình không có để ý cái dây điện này, chúng ta cho nó chia thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi. Ok. Đấy, thì mình mượn cái mô này mình có thể review và mình sẽ chia sẻ ứng dụng này trên các kênh để cho anh em an toàn hơn, không có bị nguy hiểm với tôi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.